Tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Man Uyên Khai Than, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tăng cường đầu tư vào Myanmar. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, trân trọng những mối liên hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Aung San, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar trên tất cả các lĩnh vực, hoan nghênh những thành tựu kinh tế xã hội mà chính phủ Myanmar đạt được thời gian qua. Thủ tướng tin tưởng chắc chắn Myanmar sẽ thành công trong xúc tiến hòa giải và hòa hợp dân tộc, nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng chuyến thăm này đóng góp hơn nữa vào tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường phối hợp để ASEAN phát huy vai trò trung tâm, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thúc đẩy các bên tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không tiến hành các hoạt động làm căng thẳng tình hình. Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Man Uyên Khai Than bày tỏ hết sức vui mừng được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam đối với đoàn Quốc hội Myanmar, chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội to lớn mà Việt Nam đạt được thời gian qua là những kinh nghiệm quý báu để Myanmar học hỏi. Ông nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thực tế đã được hình thành từ lâu. Vui mừng trước việc quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, là người bạn thân thiết của Việt Nam, Myanmar mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào nước này. Về vấn đề Biển Đông, Myanmar luôn tôn trọng ý kiến đồng thuận của các bên liên quan tại Biển Đông, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC, thúc đẩy sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC.